ăn bóc tiền mừng cưới đi anh. Vậy anh làm reaction bóc phong bì đi ạ. À. Gì vậy các bạn, các má? Mở tiền quà cưới của anh em trong các channel đi anh. Được luôn. Nhiều quá. Vợ chồng Tân My CTDQ ạ. À. Anh Tân ạ. Cười tao đi cười. Bỏ hashtag đấy đi. Muốn rồi, hashtag giờ là hết trang rồi. Để xem anh chủ phở 10 thế nào em nhé. Ok. Nhiều thế, nhiều tờ quá anh ạ. Bro. Người em tham vọng phương xa, tích ở trên mây. Chúc anh chị một cuộc sống hôn nhân êm đềm và hạnh phúc như mơ. Hạnh phúc như mơ. Mơ là không có thật đúng không? Ý mày là bọn tao không hạnh phúc đúng không? Hạnh phúc như mơ. Con này bà tham vọng này. À thôi cũng được. Được. Lần này là tao bỏ qua nha. Người em giống anh nửa khuôn mặt Trần Thùy Dương. Giống nửa khuôn mặt. Giống gì nữa? Anh Duy Béo. Và chị Quỳnh, em và cái đầu hói màu xanh chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống phát tài phát lộc. Được. Đầu hói mà cũng tình cảm phết. Cũng khá tình cảm anh ạ. Đầu hói xanh xanh ở trong cũng xanh xanh đấy. Được. Nhưng mà tao với mày giống gì chưa? Anh Thắng S Channel. Tôi có thể nghe thấy giọng anh Thắng đang đọc những cái dòng này. Từ người gửi Thắng bị thịt đến người nhận cô dâu chú rể, chúc mừng bà nha, hạnh phúc mãi mãi nha những người bạn yêu. Dán vô cùng rất, cẩn thận. Rất là thả tim cho anh Thắng. Em hái trên đồ. Tôi chả cần đọc được toàn, tôi cũng biết nó chúc cái gì rồi. Sớm hai vạch thật nha anh. Quá. Em Mai Hoe và sự vui vẻ của em. Đây là con đàn bà tham vọng số 1 này. Tưởng là số 2. Số 2 là Cún Tít. Em chúc cho anh chị sẽ hạnh phúc mãi như thế này nhé. Hôm qua em có nghe chị Quỳnh nói về nỗi lo trước ngày cưới. Em chỉ muốn khẳng định là anh chị đã gặp đúng người rồi ạ. Duy Quỳnh mãi đỉnh. Sao nó chúc hẳn hoi nhỉ? Phải có một cái âm mưu gì ở đây. Nó không thể chúc một cách hẳn hoi và đầy ý nghĩa nhảy được. Chúng mình không muốn làm trò cười cho mọi người. Cũng vui đấy. Sự vui vẻ của em có vẻ là vui thật. Vui thật, vui thật, vui thật. Tôi chưa bao giờ thấy cái phong bì mừng cưới nào nó lạnh lùng, nó nhạt nhẽo, nó trống trải mà lại đong đầy tình yêu thương như phong bì của anh Huy ở Ed Channel. Này quá phải đỡ. Ôi dồi ôi. Nghe nói là hôm anh Huy anh ấy nhét cái này vào trong cái thùng mừng cưới. Nhét nó không vừa. Nhét bằng gậy. Phải lấy cái gậy dí nó vào. Ôi dồi ôi. Nghe nhá. Người anh đầu hương. Mây bồng bềnh. Chúc hai bạn hạnh phúc chữ ơi xấu. Phong bì của thạc sĩ mới đi Bali về. Xứng tầm thạc sĩ. Rất thạc sĩ. Em Vinh và bộ gậy gôn gửi anh Duy S Channel ạ. À. Đây là một bạn editor mới ở văn phòng S Channel. Và cái sự tích cho câu nói này ấy, đấy là có một ngày đẹp trời nó đang ngồi edit thì nó đứng dậy, nó bảo nó phải đi về sớm. Em về sớm em đi đánh gôn. Thế thì mày còn vào đây làm cái gì? Mày còn vào đây ngồi edit làm cái gì? Khi cái môn thể thao giải trí của mày là chiều chiều mày đi đánh gôn. Để tao xem đánh đi đánh gôn thì bên trong này được bao nhiêu cái gậy gôn nhé. Chưa đủ một quả bóng gôn đâu em. Trời ơi, tính anh em liệu có bền lâu. Em Đào Trầm Kém, editor của Em Check. Anh Duy, chị Quỳnh, chúc mừng hạnh phúc anh chị. Chúc anh chị mãi là Huy Bu. Arigato gozaimasu. Iterashai. Uzenasai. Bonsai.
Anh không sai, chúng ta sai. Tinh thần Weibo nào. Cuộc sống này thật vui khi là Weibo. Em Tùng với bức ảnh 100.000 like mừng hạnh phúc anh chị. Sự tích cho câu nói này đấy chính là có một đợt bọn mình đi nghe nhạc và mình nhờ nó chụp hộ mình một cái bức hình thật đẹp để hai đứa mình về check in. Và đây là cái hình nó chụp. Và hình này đúng là 100.000 like thật. Hay lắm Tùng ạ. Ờ, 100.000 like. Em Hải Chiều Béo. Đúng rồi. Kèm theo hình vẽ một con lợn. Vợ chồng anh Duy chị Quỳnh. Sao mày lại có thể nhạt nhẽo như vậy nhỉ? Thôi anh, nó khóc rồi. Khóc rồi à? Ừ, khóc rồi. Cộng 1 điểm. Bù. OTP Rew. Được. Tươi. Xứng đáng với giọt nước mắt.